nói là nếu trước đây thì cái cuộc thi Career Quest của những năm trước đây thiên về tìm hiểu về trực tiếp về cái công việc mà các em yêu thích. Công việc đó có thể là công việc của tương lai, có thể là công việc trong những cái lĩnh vực mà các em thấy là rất là hot hiện nay. Thế nhưng thực ra tương lai đối với chúng ta lại không hẳn là những cái gì chỉ bó hẹp trong cái sự quan tâm ở hiện tại của các em, hoặc là những cái lĩnh vực được cho là hot ở thời hiện tại. Và cái quan trọng nhất không phải là chỉ tìm hiểu về một công việc, một cái ngành nghề chính thức, mà cái quan trọng nhất là các em cần phải có cái bức tranh toàn diện về các cái lĩnh vực ngành nghề trong xã hội, cần phải có sự hiểu biết về cái lĩnh vực ngành nghề, về những gì thay đổi đang diễn ra, về những so sánh trong lịch sử đã có những cái thay đổi như thế nào, trong hiện tại đang như thế nào, và trong tương lai liệu cái lĩnh vực đó sẽ thay đổi như thế nào. Và các em cần phải có cái hiểu biết về nhiều cái vị trí hơn là những cái hiểu biết và hình dung hiện tại của các em thông qua những cái ví dụ xung quanh các em, gần gũi với các em. Và ban tổ chức rất là hy vọng rằng thông qua cuộc thi này thì không phải là các bạn chỉ có những cái hiểu biết về một nghề nghiệp nhất định, bởi vì nghề nghiệp thì sẽ thay đổi trong tương lai, nhưng quan trọng là các bạn sẽ trang bị được cho mình những kiến thức, những kinh nghiệm, những cách thức xử lý để chúng ta có thể tự tìm hiểu và chủ động tìm hiểu được và làm chủ được nghề nghiệp tương lai của mình. Cho dù một nghề nghiệp có thể còn hoặc có thể không còn trong tương lai, thì cái còn lại với chúng ta đó là kiến thức, là kỹ năng, là sự tự tin, sự chủ động mà các bạn có được qua cuộc thi này. Con nghĩ rằng điều thú vị nhất mà con nhận được sau mỗi vòng thi của cuộc thi Career Quest đó chính là những kiến thức bổ ích. Ví dụ như ở vòng 2, con đã được có cơ hội tìm hiểu về nghề gốm, và con biết được rằng nếu mà muốn trở thành một nghệ nhân làm gốm thành công thì mình nên nắm vững kiến thức về hóa học và vật lý. Đó là những điều mà trước giờ con chưa bao giờ để ý, và con cảm thấy nó khá là bổ ích và thú vị. Đây năm nay cũng không phải là năm đầu tiên mà mình tham gia Career Quest, nhưng nó lại là năm đầu tiên mình đã đi được tới sâu như thế này. Cho nên trong vòng thứ 2 mình đã cảm thấy rất thú vị khi mình đã được gặp trực tiếp một chuyên gia mà mình có thể nói chuyện, cảm thấy rất thoải mái này. Và mình đồng thời cũng nhận được rất là nhiều kiến thức mà mình chưa biết trước đây. Do vậy mình cảm thấy có một sự thỏa mãn, một sự thú vị sau vòng rất là nhiều sự thú vị trong vòng thứ 2. Nhưng khi tham gia cuộc thi, sau khi được gặp những các mentor là những người có kinh nghiệm trong ngành, cũng như là gặp những người đồng đội có chung chí hướng, thì con đã tích lũy được thêm rất nhiều kiến thức cũng như là những cái mà con chưa được biết trước đây.